Ờ, cho con hỏi cư sĩ có quyền giảng về giới của tỳ kheo không? Ờ, nó có hai trường hợp một à, là quý vị giảng về giới để cho người bình thường nghe hai là quý vị giảng về giới để cho các vị tu sĩ nghe đó có hai trường hợp ha thì à, nếu mà quý vị giảng mà giới cái tạng luật á quý vị đem ra quý vị giảng mà cho cư sĩ nghe thì nó không vấn không có vấn đề gì hết nhưng mà nếu như quý vị đem ra quý vị giảng mà cho các cái vị sư nghe á thì à, nó không có phù hợp với cái vai trò của cư sĩ ở trong chú giải pháp cú có một cái trường hợp như thế này đó là có một cái vị uh, cư sĩ là đệ nhất uh, pháp sư đệ nhất pháp sư trong hàng nam cư sĩ thì uh, nhà vua đó nhà vua mới thỉnh vị này thỉnh vị này uh, đến cái hậu cung của nhà vua để giảng cho thân quyến của nhà vua nghe thì vị này từ chối và vị này nói rằng đó cái việc thuộc phận sự của các tỳ kheo mà nếu như tôi làm thì đó là lỗi lớn thí dụ như à, quý vị ở trong nhà của quý vị ha, hoặc là quý vị đi chơi với bạn bè thì trong những cái trường hợp mà thân thuộc như vậy à, quý vị chia sẻ phật pháp thì nó không có lỗi gì hết nhưng mà nếu như mà cư sĩ mà đăng đàn giảng pháp, đăng đàn giảng pháp như các vị pháp sư ấy, thì đó là cái lỗi lớn, bởi vì mình làm cái công việc của các vị tỳ kheo, ờ, cái này là nó nó, nó ngược với cái lẽ đạo, nó giống như giống như cha mẹ dạy con thì con khoanh tay nghe hoặc nếu như con có lỗi thì con quỳ xuống con nghe nhưng mà không có cái chuyện là con dạy cha mẹ mà cha mẹ phải đứng khoanh tay nghe cha mẹ phải quỳ xuống nghe thì cái đó nó ngược đời nghe nó ngược đời, Nga, nó ngược đời. Ờ, thành ra là mình nên uh, tránh cái chuyện đó ừ. tuy nhiên nếu như mà quý vị chỉ trong một cái không gian thân tình uh, quý vị nói về cái giới luật thì kheo mà dành cho cư sĩ bạn bè trong cái môi trường mà thân tình với nhau á thì nó không có lỗi gì hết nhưng mà cái chuyện mà mình đăng đàn nó lại là chuyện khác